Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau ở bộ môn kinh dịch. Ngày hôm nay thầy làm video này để giải đáp thắc mắc của một số bạn. Bởi vì có một số bạn đã nhắn tin cho thầy hỏi rằng: "Thầy ơi, trong trường hợp quẻ không xuất hiện chúng thần thì chúng ta làm sao?" Em hoang mang quá thầy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ để giải đáp thắc mắc cho tất cả các bạn. Ở đây là ví dụ về ngày đính tỵ tháng mùi hỏi về sức khỏe của bố. Được quẻ là Sơn Thiên Đại Súc và không có hoạt động, có nghĩa là quẻ chính hay là quẻ biến thì đều là Sơn Thiên Đại Súc. Ở đây chúng ta thấy rằng quẻ này là đang hỏi sức khỏe của bố. Vậy bình thường chúng ta sẽ chọn dùng thân là phù mầu. Nhưng chúng ta để ý trong quẻ này, đúng không? Lục thân xuất hiện, đó là thê tài, quan quỷ, huynh đệ, rồi huynh đệ, thê tài và quan quỷ. Chúng ta tạm thời không để ý phần này. Chúng ta sẽ thấy rằng đối với quẻ này không xuất hiện hào phù mầu, đúng không ạ? Và khi không xuất hiện hào phù mầu ở đây thì chúng ta hiểu được rằng là dục thần không xuất hiện. Vậy khi dục thần không xuất hiện thì lúc này chúng ta phải đi tìm dục thần ở đâu? Là lúc này chúng ta sẽ tìm dục thần ở đây. Đây người ta gọi là phục thần, có nghĩa là dục thần phù mầu sẽ ẩn ở dưới này, đúng không? Sẽ ẩn ở dưới này. Nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rằng là quẻ Sơn Thiên Đại Súc chúng ta phải tìm vào quẻ thuần, đúng không? Tìm vào quẻ thuần. Quẻ thuần ở đây là quẻ thuần cấn, đúng không? Quẻ thuần cấn thì là quẻ gốc của thuần cấn thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ở đây sẽ là thìn ngọ thân, đúng không? Thìn ngọ thân, đúng không? Thì ở đây sẽ có là gì? Ngọ sẽ ẩn ở đây. Ẩn ở đây thì người ta gọi là phục thần, và lúc này chúng ta dùng cái phục thần này để chúng ta chọn là dùng thần. Nó khác với cái trường hợp là một số bạn hỏi rằng là nếu như mà trường hợp mà không xuất hiện dùng thân ở quẻ chính thì chúng ta lấy dùng thân ở quẻ biến được không thầy? Thì câu trả lời là không được nha các bạn. Trong trường hợp nếu như ở quẻ chính mà không xuất hiện dùng thân thì chúng ta buộc phải đi tìm phục thân. Mà phục thân thì luôn luôn có đầy đủ. Phục thân luôn luôn là có đầy đủ các cái lục thân để chúng ta chọn dùng thân. Bởi vì cái phục thân này muốn tìm là chẳng qua chúng ta tìm về quẻ gốc thôi, đúng không? Chúng ta quay lại quẻ Sơn Thiên Đại Súc, đúng không ạ? Sơn Thiên Đại Súc. Thì quẻ gốc của nó sẽ là thuần cấn, đúng không ạ? Và quẻ thuần cấn thì chúng ta được rồi, tỷ dân thìn thì bắt đầu sẽ đây là thìn, đúng không ạ? Đây sẽ là ngọ, rồi đây sẽ là thân, xin lỗi, hào ba là thân, đúng chưa? Khi mà chúng ta án địa chi, chúng ta quay lại cái bài mà chúng ta ăn địa chi về quẻ gốc, quẻ gốc là thuần cấn thì chúng ta thấy địa chi của cái quẻ thuần cấn sẽ là thìn ngọ thân. Vậy thìn thì ở đây thìn chúng ta sẽ thấy là huynh đệ, đúng không ạ? Ngọ thì sẽ là phù mầu và thân thì sẽ là tử tôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái quẻ chính này, đúng không? Ở quẻ chính này nó không xuất hiện cái lục thân nào thì lục thân đó được gọi là ẩn phục. Ví dụ ở quẻ chính ở đấy chúng ta thấy có thế tài, có quan quỷ, có huynh đệ, như vậy là không có tử tôn và không có phù mẫu, đúng không? Này nhìn lại quẻ chính này chúng ta sẽ thấy rằng không xuất hiện tử tôn và không xuất hiện phù mẫu. Vậy thì lúc này chúng ta phải đi tìm xem tử tôn và phù mẫu nó nằm ở đâu. Là lúc này chúng ta căn cứ vào cái quẻ gốc, đúng không? Quẻ gốc là thuần cấn, chúng ta thấy tử tôn và phù mẫu nằm ở đâu thì về đây nó sẽ nằm ở đó, nó sẽ ẩn phục ở đó. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng phù mẫu, đúng không? Phù mẫu nằm ở ngò, nằm ở hào hai. Vậy thì lúc này hào hai này sẽ là có phù mẫu ngò ẩn phục ở đây, ẩn phục dưới hào dần. Tương tự hào ba là thân tử tôn, đúng không ạ? Thì lúc này thân tử tôn sẽ nằm ẩn phục ở hào ba, nằm ẩn phục dưới hào huynh đệ thiên thổ đó. Và thông thường thì là gì? Hào ẩn phục thì chúng ta sẽ để nó ở trong cái mạch đơn như thế này. Chúng ta hiểu được đây chính là ẩn phục, và ẩn phục này người ta gọi là phục thần. Còn cái hào mà được phục thần này người ta gọi là phi thần. Tương tự như vậy, hào thiên cũng gọi là phi thần, hào thân cũng gọi là phục thần. Chúng ta quay lại video này, quẻ hỏi sức khỏe cho bố, chúng ta sẽ chọn dùng thân ngọ hỏa, đúng không? Dùng thân ngọ hỏa là phù mẫu làm dùng thân. Rồi sau khi mà chúng ta chọn được cái dùng thân ngọ hỏa, cái dùng thân là phù mẫu ngọ hỏa rồi, thì chúng ta lại tiếp tục đi theo cả cái bước mà chúng ta đã học, đó là chúng ta xem từ cái hào phù mẫu này nó vượng hay nó suy. Thông thường khi mà chúng ta xem cái dùng thân là chúng ta so với tháng, so với ngày và so với hào động,
đúng không ạ? Xem thử yếu tố tháng, yếu tố ngày và yếu tố hao động đã dùng như thế nào đối với cái dùng thân này để chúng ta tính toán ra vượng suy của dùng thân. Còn đối với trường hợp mà phục thân thì chúng ta ưu tiên thêm một trường hợp nữa, đó là chúng ta cần phải so sánh với cái hao phí thân nữa, đúng không? Lúc này hao phí thân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc là vượng suy, trong cái vượng suy của dùng thân. Chính vì vậy lúc này chúng ta sẽ tính vượng suy của dùng thân theo bốn yếu tố. Thứ nhất đó là tháng tác động như thế nào, thứ hai ngày tác động như thế nào, thứ ba hao động tác động như thế nào nếu như mà có hao động, và thứ tư đó là phí thân tác động như thế nào. Đó, bốn yếu tố. Bình thường, nhắc lại, bình thường thì chúng ta chỉ sử dụng ba yếu tố thôi, đó là tháng, ngày và hao động, đúng không? Đương nhiên là đây chúng ta không nói về năm nữa, đúng không? Năm thì chỉ có thái tuế và tuế phá thì tạm thời chúng ta bỏ qua, thì nó chỉ còn ba yếu tố, đó là tháng, ngày và hao động. Thì bây giờ đối với phục thân nó sẽ bốn yếu tố, đó là tháng, ngày, hao động và thêm cái phí thân này nữa. Như trong trường hợp này phi thân là dần, đúng không ạ? Dùng thân ở đây là ngọ, vậy thì dần sẽ sinh cho ngọ, đây là một yếu tố có lợi cho dùng thân. À, ví dụ như quẻ này, chúng ta quay lại quẻ này. Vậy quẻ này ở đây là gì? Hỏi sức khỏe của bố, chúng ta sẽ thấy rằng là ngọ so với tháng mùi. À, như vậy là nhị hợp, vậy là được vượng. Tiếp tục ngọ so với ngày tỵ, à cũng được vượng. À, như vậy là hào ngọ này là vượng tướng. Rồi tiếp tục, ở đây không có hao động, không có hao động nên chúng ta bỏ qua cái yếu tố hao động, đúng không ạ? Rồi cuối cùng là yếu tố tiếp theo nữa, đó là dần, tức là phi thân. Phi thân ở đây là gì? Dần sinh cho ngọ. À, như vậy hao ngọ được nhị hợp với tháng, vượng trong ngày và được cả phi thân sinh, về hao ngọ vượng. Vậy chúng ta kết luận hao ngọ vượng. Như vậy hao ngọ vượng có nghĩa là sức khỏe của bố sẽ ổn, không sao hết, đúng không ạ? À, sức khỏe của bố sẽ ổn. Vậy thì bây giờ có những yếu tố nào chúng ta có thể đọc thêm, hoặc là chúng ta có thể khai thác thêm thông tin? Cái thứ nhất đó là ngọ nhị hợp với mùi, đúng không ạ? Tức là gặp hợp. Gặp hợp có nghĩa là sẽ có bệnh, mà bệnh ở đây là bệnh dai dẳng. Dai dẳng, à, tức là gặp hợp thì bệnh sẽ dai dẳng mãi không có chấm dứt. À, tiếp theo nữa là ngọ ẩn phục dưới dân quán quỷ, đúng không? Tức là ẩn phục dưới hào quán quỷ cũng thể hiện là có bệnh. À, như vậy ở đây là gì? Chúng ta có thể hiểu được rằng là gì? Người bố này này có bệnh, đúng không ạ? Bởi vì ẩn phục dưới hào quán quỷ là có bệnh và gặp hợp, cho nên là bệnh này cứ dai dẳng chữa mãi không dứt. Tiếp theo nữa ở đây là lâm cấu trần, đúng không? Cấu trần ở đây là gì? Chúng ta hiểu được là bệnh này có thể liên quan đến khối u. À, mà ở đây là ngọ là hỏa, đúng không? Hỏa là liên quan đến máu huyết. À, như vậy là chúng ta hiểu được rằng là ở đây rất là cẩn thận là có cái cục máu đông. Cục máu đông có nghĩa là gì? Hãy cẩn thận là gì? Có đột quỵ. Nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì sao? Bởi vì hào ngọ này vượng, nó cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta hiểu được rằng là gì? Cấu trần là khối u, nhưng mà được vượng, cho nên là thường là sẽ là không phải là u ác mà sẽ là u lành. Nè, còn nếu như trong trường hợp mà cấu trần nhưng mà gặp bên này mà quá suy thì rất là dễ trường hợp gặp u ác, tức là gặp trường hợp ung thư. Còn trường hợp này thì chúng ta hiểu được rằng là gì? Có khối u ở đây chúng ta hiểu được rằng là có thể là có tắc mạch máu nào. Nè, nhưng mà cuối cùng là gì? Vẫn sẽ vượt qua bởi vì rất là vượng, đúng không? Cây ngò nhị hợp với mùi, chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là khi mà nhị hợp thì làm cho tốc độ chậm lại, đúng không? Cho nên nó kết hợp với cấu trần ở đây thì chúng ta mới luận là gì? Có cái khối u làm cho tốc độ lưu thông máu nó gặp vấn đề, nó bị hợp lại, tức là nó bị chậm lại hoặc nó bị ngưng lại, có vấn đề. Được chưa ạ? À, ở đây như vậy để chúng ta hiểu được thêm vậy cái luận quẻ. À, vậy tóm lại chúng ta kết quả là gì? Người bố sức khỏe sẽ ổn định, không sao, không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy khi nào sẽ là gặp trường hợp đó là người bố này sẽ hết bệnh. Vậy người bố sẽ phải hết bệnh, trường hợp đầu tiên đó là trường hợp ở đây là gì? Ngọ với mùi đang nhị hợp. Vậy trường hợp này phải gặp xung cái ngọ và mùi này ra, đúng không? Xung ngọ và mùi, đây là một ứng kỳ quan trọng. À, xung ngọ và mùi thì sẽ có tí hoặc là sửu. À, như vậy là thời điểm này sẽ là tí hoặc là sửu, đúng không? Đây là hai yếu tố quan trọng để xung ngọ hoặc là xung mùi. Rồi tiếp theo nữa, cái thời điểm ngọ, thời điểm tý
Và sủ nó quan trọng ở chỗ nữa là tí nó cũng xúc ngọ sẽ làm cho phục thân nổi lên, đúng không? Tức là ngọ lúc này đang làm yếu tố phục thân, cho nên nếu như gặp tí thì nó thứ nhất đó là nó đánh cho ngọ với mùi này hết nhị hợp, thứ hai nó đánh cho ngọ này nổi lên, cho nên giữa hai yếu tố tí và sủ thì yếu tố tí sẽ dễ xảy ra hơn, đúng không? Yếu tố tí sẽ dễ xảy ra hơn. À, như vậy ở đây đang là ngày tí, vậy thì chúng ta sẽ đoán là ngày tí sức khỏe sẽ tiến triển tốt. Đó, ngày tí sức khỏe sẽ tiến triển tốt. Đó. Và kết quả cũng là thực sự là như vậy. À, người người ba này, người bố này, à, người bố của người này là gì? Có vấn đề về đột quỵ, gặp đột quỵ nhẹ nên là chạy về chạy vào bệnh viện và cấp cứu trong bệnh viện. Và sau khi cấp cứu thì là đến ngày tí thì sức khỏe đã trở nên ổn định và được bệnh viện cho xuất viện để trở về nhà. À, đây là một quả thực tế mà chúng ta có thể chiêm nghiệm rằng khi mà dùng thân không xuất hiện thì chúng ta chọn dùng thân như thế nào. Video đến đây là kết thúc và hy vọng video này sẽ mang lại cho các bạn thêm những kiến thức bổ ích. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.